Chúng ta lại tiếp tục nhé. Bây giờ đến cái trường hợp thứ hai là mạch gồm có R, L, C móc nối tiếp, và lúc này độ tương cảm của cuộn dây sẽ thay đổi. Ba cái lượng còn lại là R, C và F giữ nguyên. Tức là được khảo sát 7 cái đại lượng trong mạch này. Đầu tiên là tổng trở của mạch Z thì bằng căn bậc 2 của R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. Z là hàm, ZL lúc này đóng vai trò là biến. Chúng ta biết là khi L thay đổi thì ZL cũng thay đổi, vì nhớ cho thầy là cảm kháng ZL bằng omega nhân với L hoặc bằng 2PF nhân với L. Đó. Khi omega cũng đổi, tức là khi F cũng không đổi, khi L thay đổi thì Z kéo theo ZL sẽ thay đổi. Được chưa? Cho nên giữa L và ZL nó giống nhau ở cái chỗ thằng này thay đổi thế nào thì thằng kia cũng thay đổi thế vậy. Cho nên là biểu diễn nó theo L cũng được và biểu diễn nó theo ZL cũng được. Được chưa nào? Nếu như viết nó dưới dạng hàm số thì ZL giống như là gì? Y ấy. Căn bậc 2 của cái R này này nó giống như một cái hằng số mà ta quen viết là ABC nào đấy trong toán, cộng với ZL này nó là biến số mà trong toán ta hay quen gọi là X. ZC nó bằng hằng số ta thích gọi nó là gì thì gọi, nó là B. Kiểu như vậy. Thì khi học toán thì chúng ta hay viết hàm số ở cái kiểu như thế này, nó quen rồi, cho ta nhìn nó rất là dễ, đâu là hàm, đâu là biến, còn đâu là hằng số. Bây giờ áp dụng vào vật lý thì ZL với ZC nhìn thì rất giống nhau, nhưng trong tình huống này thằng này lại là biến số, thằng kia lại là hằng số nhé. Đến đây thì các bạn có thể viết nó lại như thế này và các bạn khảo sát cũng được. Xong thực tế trong cái tình huống này cũng không cần thiết khảo sát hàm đâu, không cần tính đạo hàm để xét cực trị đâu, tính cũng được, tính y phẩy xong lập bảng biến thiên xong xét cực trị của nó cũng được. Nhưng thật ra thì cái này rất là dễ, chúng ta không khó để nhận ra cái chuyện này. ZC là một con số cố định nào đó, vì nó không đổi mà. ZL thay đổi thì ZL cho ZL tay ZL là cái là một số phải dương, cho nên ZL sẽ đi từ không cho đến dương vô cùng vô tận. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ban đầu ZL đang bằng không à, thì nó nhỏ ZC, sau đó tăng dần ZL lên, tức là ký hiệu ZL trừ ZC càng nhỏ dần, nó vẫn đang âm nhưng mà trị tuyệt đối nó nhỏ dần. Có nghĩa là ZL trừ ZC tất cả bình sẽ nhỏ dần, có nghĩa là làm cho cái biểu thức trong căn này nó sẽ nhỏ dần, có nghĩa là làm cho Z cũng nhỏ dần. Được chưa? Đấy. Thế thì khi ban đầu khi Z khi mà ZL giảm thì Z của cả ZL tăng thì Z của cả mạch lại giảm. Giảm đến kịch kim là cái mức mà ZL lúc đó tăng đến bằng một cái giá trị ZC nào đó. Đấy. Thì lúc đó ZC ở đây. Đây là biến trục này, trục này là biểu diễn Z này. Trục tung là biểu diễn Z này, trục hoành là biểu diễn về biến số ZL này. Được chưa? Nó giống như là ô x y vậy. Còn ZC là một con số nào đó, ví dụ 50 ohm, 70 ohm ví dụ vậy chẳng hạn. Đấy. Thì tăng đến mức độ của ZC thì hai cái này nó bằng nhau thì Z sẽ nhỏ nhất. Sau đó lại tăng ZL lên. ZL lại tăng lên lớn hơn so với ZC, và càng tăng ZL lên thì cái hiệu này sẽ càng lớn lên. Đấy. Và tính chung là cả cái Z này cũng lớn lên. Nó sẽ đi theo cái kiểu như thế này. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ có gì? Có cực trị không? Có, quay đầu này, đi xuống rồi lại đi lên. Được chưa? Vậy thì vì thế chúng ta sẽ có tổng trở của cả mạch sẽ đạt giá trị cực tiểu là bằng, nó cực tiểu khi mà ZL bằng ZC, tức là khi X bằng B, đúng không? Đấy. Thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của R bình, tức là bằng R, và xảy ra khi ZL bằng ZC. Rồi. Chỉ nhớ ZL bằng ZC, còn có thể biến thể nó đi thành omega nhân L bằng 1 trên omega C, hoặc 2 bf L bằng 1 trên 2 bf C, thì suy ra
mối quan hệ giữa omega với LC hoặc là suy ra mối quan hệ giữa F với LC thì cái đấy không khó nè. Chúng ta cũng không cần phải nhớ những cái trường hợp như thế, ta chỉ nhớ đến đây thôi, còn cần thiết trong tùy những tình huống cụ thể mà ta có thể biến thể nó đi nhé. Đầu tiên là Z, thứ hai là cường độ dòng điện Y. Y thì bằng U chia cho Z hay bằng U chia cho căn bậc 2 của R bình cộng với Z là trừ ZC tất cả bình. Nhớ U là một cái hằng số, nó là cái hiệu điện thế hiệu dụng của cái mạch bên ngoài thôi. Bên trong mạch điện chúng ta thay đổi cấu tạo ra làm sao, thành phần như thế nào thì nó không ảnh hưởng đến cái U. Cũng giống như là cái ổ điện nhà em ở mạng điện lưới là 220, dân dụng nhà em là 220V. Đấy, mạch điện bên ngoài có bố trí thế nào thì điện thế ở cái ổ điện vẫn là 220V thôi nhá. Vậy thì U là hằng số này, R là hằng số này, ZC là hằng số này, còn ZL là biến số. Chúng ta không khó để nhận ra là Y thì bằng U trên Z, U là hằng số rồi. Cái Z có cực trị thì cái Y này cũng phải có cực trị chứ. Vì sao vậy? Ban đầu ZL tăng lên thì tầm trở của cả mạch lại giảm xuống. ZL tăng thì cả cái cụm này, cái mẫu này sẽ giảm. Mẫu này giảm thì phân số lại tăng. Sau đó tiếp tục tăng ZL lên vượt quá ZC thì cái Z này lại tăng, cái Z này lại tăng thì cái Y này lại phải giảm. Và vì thế đồ thị sự phụ thuộc của cường độ dòng điện Y vào ZL, đấy là ban đầu ZL tăng. Đấy, ZL tăng dần lên. Đấy, thì Y sẽ lại tăng lên. Sau đó tiếp tục tăng ZL thì Y sẽ lại giảm xuống. Ở cái điểm đỉnh này ứng với ZL nhận giá trị đúng bằng ZC. Khi ZL mà bằng ZC thì ZL trừ ZC bình phương sẽ bằng 0, cái mẫu này sẽ nhỏ nhất và ứng với cái phân số này sẽ lớn nhất. Cho nên chúng ta có cực trị không? Có. Và cụ thể là cực đại Emax bằng U chia cho cái cụm này nó bằng 0, ZL trừ ZC tất cả bình bằng 0 này thì chia cho căn bậc 2 của R bình thì cũng đúng bằng gì? Đúng bằng R. Và xảy ra khi Z là bằng ZC. Chúng ta viết cả công thức và vẽ cả đồ thị cho nó cho dễ nhớ hơn nhé. Đến Y rồi, tiếp đến công suất P. P là hàm và L hoặc là ZL sẽ đóng vai trò là biến. B thì bằng U nhân với Y nhân với cos phi hay bằng, chúng ta chưa dừng lại ở đây được, xem giờ U có phải là hằng số không? Có. Y có phải là hằng số không? Không, Y phụ thuộc vào ZL đấy chứ. Trên viết thành U, Y bằng U trên Z. Cos phi có phải hằng số không? Không, vì cos phi bằng R trên Z mà Z vẫn phụ thuộc vào ZL nhé. Vậy đây U bình nhân với R chia cho Z bình phương thì viết nó thành R bình cộng với Z là trừ ZC tất cả bình. Được chưa? Khi Z là thay đổi, U, R và ZC không thay đổi. Vậy ở đây chúng ta đã xây dựng được cái hàm P là hàm và Z là đóng vai trò là biến. Cái tử này cố định rồi. Vậy thì sự biến đổi giá trị của cái phân số này phụ thuộc vào cái mẫu thôi. Chúng ta để ý là ban đầu ZL bằng 0, sau đó tăng dần ZL lên thì cái gần đến tiến sát đến ZC thì cái này giảm dần cho đến 0, từ một số lớn hơn 0 giảm dần về bằng 0. Cái này mà giảm dần thì cả cái mẫu này cũng sẽ giảm dần. Cả cái mẫu này giảm dần mà tử không đổi, mẫu giảm dần thì phân số sẽ tăng dần. Cho đến khi ZL bằng ZC thì cả cái cụm này là bằng 0, mẫu lúc đó chỉ còn lại là R bình thôi. Chúng ta tiếp tục tăng ZL cho nó lớn hơn nên so với ZC thì ZL càng tăng lên thì ký hiệu ZL trừ ZC tất cả bình sẽ càng tăng lên, có nghĩa là mẫu sẽ càng tăng theo. Mẫu càng tăng theo thì phân số sẽ giảm xuống. Và vì thế, đồ thị sự phụ thuộc của công suất P vào ZL được biểu diễn là nhé, ban đầu ZL tăng thì mẫu này giảm, chân phân số sẽ tăng. Cho đến khi ZL bằng ZC là mẫu nhỏ nhất, tiếp tục tăng ZL vượt quá ZC thì mẫu sẽ lại tăng lên. Mà ZL càng lớn hơn ZC càng nhiều
mẫu lại tăng lên càng nhiều, có nghĩa là phân số lại càng giảm đi. Vậy thì điểm này chính là điểm mà có hoành độ tương ứng với ZL khi đó bằng ZC và công suất P lúc đó đạt cực đại. P max bằng P max xảy ra khi ZL trừ ZC tất cả bình bằng không đúng không? Tức bằng U bình nhân với R chia cho R bình. Vậy thì rút gọn lại thành còn U bình chia cho R và xảy ra khi ZL trừ ZC bằng 0 hay ZL bằng ZC. Được chưa? Ta vẽ cả hình và ta nhìn vào đây. Biểu thức này ta đọc. Tôi sẽ làm chủ công thức tốt hơn nhé. Kế đến là UR là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R. UR thì bằng I nhân với R. I thì bằng U chia cho Z, còn R vẫn giữ nguyên. Hay UR sẽ bằng U nhân với R chia cho Z, ta phải viết nó lại thành căn bậc 2 của R bình cộng với ZL trừ ZC tất cả bình. Đến đây dừng được chưa? Được rồi. Nên vì U, R là các hằng số rồi, ZC là các hằng số rồi, vậy ta đã thiết lập được mối quan hệ giữa hàm và biến rồi. Đúng chưa? Ta không thể dừng lại ở đây được, mà ta phải viết rõ ràng ở đây. Đâu là hàm, đâu là biến, còn đâu là các hằng số. Các phần còn lại phải đảm bảo là các gì? Các hằng số. Đến chúng ta chưa thể dừng lại ở đây được vì y không phải là hằng số. Đúng chưa? Y không phải là hằng số. Nên y phụ thuộc vào ZL mà. Thì ở cái phân số tính UR này thì hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở này thì tử là U nhân với R là hằng số rồi. Vậy thì diễn biến của cái UR ra sao? Sự thay đổi của nó thế nào thì còn phụ thuộc vào gì? Chỉ phụ thuộc vào cái mẫu này mà thôi. Mẫu này là chính là tổng trở của mạch. Tổng trở Z mình vừa mới khai thác ở đây này. Có cực chi không? Có. Ban đầu khi ZL tăng thì sao? Z sẽ giảm. Vậy nếu ZL tăng, cái Z này giảm, cái mẫu này giảm thì có nghĩa là phân số sẽ tăng. Sau đó khi ZL tăng đến vừa đủ bằng ZC thì cái mẫu này sẽ nhỏ nhất, ứng với cái phân số này sẽ lại lớn nhất. Z nhỏ nhất thì phân số này lớn nhất. Sau đó tiếp tục tăng ZL lên thì làm cho cái tổng trở của mạch lại tăng lên, có nghĩa là phân số này sẽ lại giảm xuống. Và vì thế chúng ta thu được cái đồ thị kiểu như thế này. UR và ZL. Thì ban đầu ZL đang bằng 0, nó tăng lên cho đến khi nó bằng gì? Với ZC. Thì ZL trừ ZC tất cả bình bằng 0, phân số này có mẫu nhỏ nhất thì tương ứng với phân số sẽ lớn nhất. Sau đó ZL tăng tiếp ZL lên cho nó vượt quá ZC và càng vượt quá càng nhiều thì cái hiệu ZL trừ ZC tất cả bình sẽ càng lớn, mẫu càng lớn phân số sẽ càng nhỏ. ZL cứ tăng thì UR sẽ giảm. Vậy ở đây có cực trị không? Có, đi lên rồi đi xuống. Điểm nhô cao nhiều nhất chính là cực trị. Và lúc đó chúng ta có được U gì? UR max bằng cực trị xảy ra khi mà ZL trừ ZC bằng 0 hay là ZL bằng ZC đúng không? Vậy thì UR chính bằng U nhân với R trên căn bậc 2 của R bình thì cũng bằng U. Tức là hiệu điện thế giữa hai đầu của điện trở đúng bằng hiệu điện thế hiệu dụng của cả mạch. Đúng chưa? Đấy. Và quan trọng là xảy ra khi ZL bằng ZC. Rồi. Bây giờ chờ thầy xóa bảng đã. Chúng ta còn một cái tình huống hơi khó chút nữa. Đấy là sự phụ thuộc của UL và L nhé.